Khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch, thì việc tham quan bảo tàng phòng trưng bày nổi tiếng thế giới qua các trang web hoặc ứng dụng Art & Culture của Google có thể giúp bạn giảm bớt sự nhàm chán trong thời gian buộc phải ở nhà hay tự cách ly. Với các lệnh phong tỏa miễn thị thực tại một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thì việc đi du lịch vào thời điểm này là không thể. Tuy nhiên, có một cách để bạn vẫn được trải nghiệm và tăng kiến thức mà không phải ra ngoài. Đó là sử dụng ứng dụng nghệ thuật và văn hóa Art & Culture của Google. Dự án này đã hợp tác với hơn 500 bảo tàng và phòng trưng bày trên nhiều quốc gia để đem tới các trải nghiệm chân thực khi tham quan ảo trực tuyến. Đặc biệt, ở Việt Nam hiện nay cũng có một số bảo tàng có phiên bản số hóa 3D như Lăng Tượng Đức trong quần thể di tích cố đô Huế hay Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Những ứng dụng này cho phép người dùng có những cái nhìn cận cảnh về nghệ thuật của các di sản thế giới, cũng như tìm hiểu các kiến thức văn hóa lịch sử mà không cần đến tận nơi, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong những ngày phòng chống dịch bệnh COVID-19.